thì mình phải đi đường xe với ta trước đã. Cháu tới trễ quá rồi. Đến nhà cha em rồi sao? Cháu tới trễ mất rồi. Cả hai đứa đến nhà Silio rồi sao? Cả hai đứa ra sau núi rồi sao? Không. Không biết họ làm gì mà lại tới đây nữa. Người ta đang diễn hai đứa cậu lại phản.
Ủa?